Hồi sáng ăn tiệm này nè, Jumpa Thai Cuisine. Ăn xong tiệm này cái thấy giờ bên kia thấy tiệm kia nó mở à, chỗ này cũng đông, hai buổi tối nó đông dễ sợ chứ nè. À không, cũng không đông nhiều, cũng thường cũng được thôi. Thì thấy tiệm bên này nè, bò vàng nè, thấy cũng đông dễ sợ luôn, chắc bò vàng là chắc cái tiệm phở quá, cái Hà Nội Con bò vàng thôi. Nó mới mở đó chắc 1 tuần 2 tuần nè, vô qua bữa nó bán gì trong nó coi ha. Bò vàng thấy không, thấy chữ bò vàng không, coi nó bán gì trong đó, chắc phở quá. Rồi vô ăn thử coi, ăn cho hết tiệm luôn. Maybe not. Đóng cửa đó hả? Đóng cửa hay còn mở cửa? Còn không? À, còn ok, chứ ở bên đây. Đây tiệm này. Mẫu à, có mẫu à. Đây là tiệm phở ở bò vàng đây. Bò vàng đây, cái này filet mignon đây. Phở bò vàng đi, ok. Thưởng thức liền, rồi. Đây tiệm phở vàng đây nè. Tiệm nó hên đó nha. Nó bán không dở, không có gì đâu, ngon đâu. Không có gì đâu mà thêm đông quá sao trời á. Hay, tại cái vị trí, chắc vị trí đông dễ sợ luôn á. Cũng thường, không có gì đặc biệt hết trơn. Bán phở filet mignon thì cũng thịt thì ngon, nhưng mà nước thì cũng thịt ngon, không có gì, không có gì vui hết trơn, không có gì ngon hết trơn. Thôi ăn cho biết rồi thôi. Chứ nó tính lộn rồi, mình kêu cái tờ sổ số 4 là 14 đồng mà nó tính có 12 đồng rồi. Nó tính 12 đồng không thuế hết trơn, 12 đồng mình cho nó đồng mấy à, nó tính lộn đó, nó tôi đâu 14 đồng mà thành 12 đồng rồi thôi. Thì trước là đàn bà lấy tiền của Vinh nhiều quá, giờ Vinh phải lấy tiền đàn bà lại, không có gì thắc mắc hết trơn. Phở filet mignon 14 đồng rồi, nó tính có 12 đồng. Làm ăn mới ha. Đây phở nó tiệm này cũng đẹp. Thôi rồi nha, tiệm nó hên á. Phở thì dở nhưng mà cũng đông người quá sao trời. Đó cái vị trí. Rồi, tới đây là tiệm phở á. Tiệm Hoa Xoan. Đây Hoa Xoan đây, thở tiệm Hoa Xoan đây. Rồi bên kia đông hơn bên này nhiều chắc vậy rồi ha, bên không có ai hết trơn. Thường à, chắc đóng cửa rồi. Hoa Xoan đây, đóng cửa rồi. Thôi vậy.